Kính thưa chư quý thính giả, mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Hôm nay Đức Tôn Sư chúng ta cũng vậy. Mục đích các ngài là làm sao cho mọi người hiểu được nhân quả luân hồi, để tránh những việc bất lành, hầu thoát khỏi quả báo về sau. Sau đây mời chư quý thính giả lắng nghe những mẫu chuyện nhân quả, hầu tăng trưởng thêm đức tin trên đường tu học. Trước hết mời quý vị nghe dòng luân hồi chuyển biến của kiếp nhân sanh thật là đáng ghê sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Trước cũng bởi vì nhớ bận thấy này mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dài đã tạo, mà trí ngưu bần phú khác nhau. Nhưng dù khôn dài nghèo giàu, dân già dân chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê, từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm. Lúc người lúc quy thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tộc hạng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tướng lúc qua làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chồng cằn ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông mi tan chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông mi chập mưa chả, kia thì thay tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện nâu nồng của tiền kiếp, khách nữ trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chăn ông chê ngứ giữa chân. Có khi bị cùi phúng sủi bại, có khi thì điên dại mù câm. Sống không ở nhà cửa ăn nằm
lang thang đàn phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác cơ gì tình. Kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô hoành trong mỹ tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giang đi dội, khi thì mang lấy nghi tội phán nghi thần. Lúc thì quý tờ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn nghi con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thần đưa ăn nghi mài. Mới cười kể khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay ngữ không ngừng. Như lời đã vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mong dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thi, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bọn sẻn tham gian, kiếp sau đôi con nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đáng sanh nơi địa điểm, nghiệp rượu chè sanh đi chốn tự lâu. Nói sơ kể chẳng hết đi đâu, nghiệp đầu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kể kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì nở trước yêu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây quan ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Ngày xưa có một ông quan võ, tánh tình kiêu ngạo bất lương, không kính người trên, chẳng nhường kẻ dưới, ở ăn đảo ngược đạo lý luân thường. Khi tắt thở thì hậu quả không lường được, xuống Diêm Đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông y quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương,
bắt dân làng phải nộp lương, nộp tiền. Bò heo có phải khiêng đến đi nạp, có gai sình phải dắt đi tới hầu. Bắt dân làm việc ngựa trâu, lớp thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin ý quả báo chẳng nào tuần quần. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí ngơ dị kỳ hình dung. Cổ quá nhỏ vật không nuốt chảy, bụng thì to bằng cái bụng trâu. Ngày đêm ơi đổi khác cả buồn rầu, giấc giờ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngâm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả qua lúc làm người tiện kiếp, nhưng thường không được biết tình ra. Ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất khi đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc sâu cho mình. Quan ấy lúc sanh bệnh quay, khi thác rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thương y hùng hào ấy không? Chỉ một lúc khi thỏa lòng ham nghi hô, mà để cho đau khổ muôn nghi đời, là điều nên nhìn. Con ơi ăn quen khó nhìn, nhìn thời cũng quen. Có quả báo nên khuyên hướng thiện, không nghe đáo đầu ai khuyên trừ tà. Chết rồi tội mới thấy ra, chừng đi có hối ngư cùng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân y quả
cho người đời nhớ có trả dai. Để mà uống nắng cho ngay, ngõ hầu tranh cây hầu lai bất lành. Kính thưa chư quý thính giả, Đức Phật từng dạy ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam là nguyên nhân của khổ đau nhiều kiếp. Hãy mở rộng lòng nhân theo lời Phật dạy, hầu không hối tiếc về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Hãy bố thí diệt lòng ích kỷ, đó là phương pháp cứu linh hồn mình được mãi an vui về nhà tiên cảnh Phật. Không tin Phật chừng lắm đi qua khổ bừng tính ra đã bỏ xác rồi. Cái liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu nhớ được tiền đời ra nghĩ sao. Xưa có một người giàu tục mi bực, nhưng trong lòng sâu một cứ nhỏ nhoi. Của mình một điếu không mà lời, của người chút đỉnh cũng môi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền kéo kiệt không cho. Tiền bao nhiêu cùng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không lo giúp giùm. Người giàu ấy lâm chung sao đó, liền đầu thai làm cho trong nhà. Thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy ở đầu. Lúc nào cũng ăn dơ ở bẩn, thường bị người đánh mắng không yên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cất chôn. Thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, còn sanh lên chịu kiếp mi bần cùng. Làm thân nô lệ tứ tung, cơm không no bụng máu không mi mặt lành. Bị nghèo khổ hoành hành đời sống, khiến cho lòng quán nghi hận đủ điều. Sanh ra trộm cướp xào điêu, làm cho nghiệp tội thêm má nhiều hơn nghi lên. Nghiệp trước hiện đang đền chưa hết, đã gây thêm khổ nghiệp đời sau. Nối liền như xích buộc vào, luân hồi sanh tử tiếp nhau không ngừng. Con ơi bắt dừng dừng chân nhì, thấy người rồi tự nghĩ đến thân. Nếu không sớm đi dứt nghi hồng trần, e không tránh khỏi chuyến luân như người. Đã nhiều kiếp vào đời ra thế, biết bao lần
nay chế mai tan. Vẫn còn lưu lại thế gian, nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ơ con. Trong kinh Đức Phật bảo: giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, di trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Luật giới vốn là nơi tá túc, khá nương theo chớ phúc nào rời. Dầu cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiên. Như vậy giới là mạng sống của người tu, nếu thiếu nó thì bước đường tu học sẽ gãy đổ. Nhất là phần tâm giới cần thanh lọc cho hoàn toàn trong sạch. Trong lòng còn chút đeo mang thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Đời dù có mặt đường cách mấy, cũng thản nhiên chở dây tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y, suốt đời trai lạc trụ trì thiền môn. Được lối xóm tiếng đồn xưa thiện, ông cũng lo nghi tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong mi dạ, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, làm cho rạo rực trong mi lòng, đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lối xóm giảng lai thăm viên, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong ý số đàn na, làm thinh lén trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gọi gà măng, nào là thịt nướng cá chưng nực nồng, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm, không ai hay biết chớ hềm ngại chi. Sư cứ việc ăn đi chắc cứ mạnh, nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu. Ông còn ngần ngại hồi lâu, sao rồi ông lại gật đầu liền ăn. Trai lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan nghi tành.
Bình ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó nghi bệnh tình nặng hơn. Kể ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình, đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành chưa không nhớ lại chút nào. Cứ gây tội lỗi chuyện lao, bị dây quan nghiệt ngư dần đầu thai luôn. Chịu lắm kiếp dạo cuồn ra dài, gặp nhiều đời chết đi hại sống kinh. Càng ngày mờ ám chân linh, lòng không ấy còn biết tưởng tin nữ đau màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà hoài quá thường. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhẫn, nhưng ý ông không diệt cứ hẳn nó đi. Nên khi xác yếu thần suy, lòng còn thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc ấy thăng hoa nó được, bất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì là chiều kiếp đọa đày khó ra. Trai lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trai cho đến nửa trong lòng. Tu đâu phải lạc trai không, mà còn giới luật và lòng tự bi. Tất cả những hành vi đạo đức, từ đáy lòng thành thật ý làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng không để thôi dài tà phát kỳ sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn y sáng, gần lâm chung chẳng y tán loạn tâm. Di Đà vẫn nhớ niệm mi thầm, linh hồn không bị vẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh đi hoạn, bình tĩnh không hổ quán tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tinh
giữ được lòng bình tĩnh như trên. Cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được tội nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tỉnh đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bỏ, vừa tiếc thương vừa sợ hoảng lên, càng thêm đi buộc cái quan khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian. Gần dứt thở vững vàng trong trí, dù sạch không nhớ nghĩ xưa đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dùng công. Ấy là vũ sạch bụi hồng, trước giây phút trúc linh hồn ra đi. Kính thưa chư quý vị, cười người sẽ bị người cười lại. Xưa nay nhân quả bao giờ cũng vậy. Sau đây là mẫu chuyện anh chàng đần, mời chư quý vị cùng nghe và chiêm nghiệm thêm lời Phật dạy, hầu trao tâm sửa tánh cho được chân thiện mỹ. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên. Một ngày có chàng nổi tiếng đơn hai, các nơi nhạc sĩ phục tài anh y ta. Nhiều người nhà ở phương xa cùng tìm đến chỗ anh ta nghe đơn, nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai xuôi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người đừng cho xuôi bại gần nơi anh đơn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất kỳ mỏi mê. Thuốc men thư uống thư thoáng không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không mà dừng. Lần lần đến đi thật tay chân xuôi què, hết còn đồng đi đầy ngoa ngoe. Cây đờn đành bỏ hết khoen,
nhân tài đơn. Gần xa đều dậy tiếng đồn, cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, lực nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Những người sống hiện tại được giàu sang phú quý là do tiền kiếp có tu nhân bố thí, hôm nay mới được đầy đủ hơn người, do đó phải cố gắng làm thêm nhiều hơn nữa để kiếp sau được chinh qua phú quý hơn. Đó là căn bản trên đời Phật dạy. Trái lại cứ bo bo giữ của thì phước sẽ tiêu đi, đời sau khốn khổ nghèo nàn hơn. Đó là lời Phật dạy, hãy nên tin chắc mà mở rộng tình thương, hầu được siêu sanh về cực lạc như câu chuyện phú ông sau đây. Mời chư quý vị cùng nghe. Năm mấy châu nhiều cuộc đi máu đều, lý do phần lớn tay chiều lòng tham. Ai e chúng uy sanh nhàm, tánh tham trừ được đủ làm siêu ấy thắng. Con ơi còn nhớ ai chăng, xưa kia có một ở trong ngàn kiếp quan, con làm một đại phú gia giàu sang hơn cả gần sang ở trong vùng. Đâm ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho dai thì bắt thế chân, dồn lời trả thiếu tịch khuân ngư gia tài. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai nghĩ một tiền. Tuy là bạc học mà lúa thiên, vẫn khe khắc với ta điền tự tô. Lúa tiền lo góp thâu vô, còn nhân với nghĩa rất khô khăn lòng. Gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông mưa vô cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sao hết việc ông tham, ông tham tột bực ngư trong làng của ông. Ông còn phải bực lòng, báo rằng ông chết nước sẽ không thiêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân. Bỗng đầu gió thổi qua thân, phủ ông xây sẫm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất kỳ tình như ngứa lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc y cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được kỳ quan.
giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được ai là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt cả đời. Nhà sư vừa nói dứt cả lời, phú âm vừa cũng đồng thời phát kỳ tâm. Bắt đầu mẫu đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh nước xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên liều phú ông. Người gần thấy là đến đi trong, thì ra thấy sắc phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang, hào quang ấy rồi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào giấy gian. Trẻ già cùng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thấu đến gái trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật kỳ đài. Kính thưa chư quý vị, từ bi hỷ xả là bốn đức của chư Phật. Khi bắt đầu tu, ta hãy tập lần những đức tánh đó, nghĩa là nên tha thứ, khoan dung với mọi người và mọi loài, cho thành thói quen tốt, để có thể tiêu diệt hẳn tánh sân hận về sau. Nếu không tu tập như thế thì hành giả khó mong về Phật, như câu chuyện sau đây. Mời chư quý vị cùng nghe. Xưa có một người giàu non, ở sớm khuya lo chuông mỏ tu hành. Sự tương rao trai giới chặt dình, lòng hằng muốn thác sanh đi cõi Phật. Nhưng lửa giận trong lòng chưa dứt, thường hay phiền những vật trái lòng. Một hôm kia có một bò đồng, phá đâm rễ ông trồng rất kỳ tốt. Lòng ông phát nóng
lên như đốt rực đánh bò, gần chết đi mới thôi. Sao ít ngày ông lánh cõi đời, hồn được quá thần ngồi giữ nuôi. Muốn về Phật mà lòng chưa nguội, phạm tội gần như tội sát ký sanh. Thế cho nên đi quả Phật chẳng thành, làm thần cứ đi quanh theo nuôi. Kính thưa quý vị, quan đàn trị lạc, trà đình tử điếm sanh ra là nguyên nhân căn bản của người không tin thần nhân quả đạo lý. Nó dẫn dắt con người đi từ hố sâu tội lỗi này sang hố sâu tội lỗi khác. Muốn sống an vui và hạnh phúc thì mọi người nên nghe lời Phật dạy, đặt nhân quả trên mọi suy tư và tác động mới có thể được hạnh phúc lâu dài. Nay lầu cao mai chốn hố sâu, và vừa cười đó kế âu khóc đó. Sau đây mời quý vị cùng nghe câu chuyện Nga Phất. Đời tôi còn biết bao nhiêu đoạn, đoạn vừa qua là bạn phạm tôi, nhưng cũng chưa đáng mấy ông ơi. Đoạn kê mới tài trời hơn nữa, cũng vào lúc tuổi xuân đang y thuở, bạn lừa tôi sau đó ít lâu. Tật chơi bời vì đã ăn sâu, chỗ tửu điếm nơi đâu cũng tới. Một hôm nọ ở nơi dạ hội, được gặp người con gái rất xinh. Trông thấy tôi cô lại liếc tình, tôi gọi đến ngồi gần bên cạnh. Tình có rượu khiến tình thêm mi mạnh, nghe đờn ca thêm tánh bướm ông. Thói đã quen ưa khách má hồng, gặp gái đẹp khiến lòng thêm mệt. Lời tình tứ bao nhiêu tuôn y hết, toàn những câu tha thiết yêu đương. Lỗi gió trăng cô cũng chẳng nhường, lời luận biện mỗi đường thông thái. Kể từ đó tôi thường đi lại, cả hai đàn đều thấy thích nhau. Rốt cuộc cùng mở động nguyên đào, mối tình ai giữa nhau càng xiết. Tôi đặt sự yêu cố trên đi hết, lúc ấy tôi như điếc như mù, chỉ biết cô chẳng biết ai đâu, không cô sẽ hoàn cầu không có. Yêu đến đổi cửa nhà đều bỏ, ở bên cô suốt cả ngày đêm, tạo một bầu không khí ấm êm, lòng tôi biết bao niềm sung sướng. Trong lúc ấy lòng tôi những ý tưởng như thế là được hưởng lâu
dài. Cô muốn chi tôi cũng chiều ngay, tiền bạc dầu muốn xài đến mây. Hơn một năm cứ như thế ấy, có một hôm cô lại báo rằng hãy cùng nhau mở cuộc lữ hành, đổi không khí cho thêm sức khỏe. Còn nhiều chỗ rất nên đẹp đẽ, đáng cho người còn trẻ xem qua. Chúng ta đâu phải hạng tuổi già mà ngồi mãi trong nhà cho uổng. Hương vị của thiên nhiên nên hưởng, để già rồi muốn thưởng không vui. Còn ngoạn du muốn biết đủ mùi, các chỗ phải dạo chơi chậm rãi. Nhưng cốt yếu số tiền trong đại, cần đem theo nhiều mới yên tâm. Thái thường nghe lời của cô phân, dù ai cũng nhận nhìn là phải. Vì thế nên tôi không hề cãi, liền về nhà mở lấy tiền theo. Cố nhiên là đem một số nhiều để vững bụng đúng theo cô muốn. Trong lúc ấy lòng tôi sung sướng, được cùng cô đi thượng cảnh xa. Trời có trăng đêm ấy sáng lòa, tàu trong lúc chạy qua eo biển. Trời mát mẻ thêm quang nguyệt điện, khi hoa gợi lòng anh yến ngỡ chi bằng. Dù cho ai không muốn xem trăng, cảnh này cũng không dằn sao được. Tôi chưa bảo cô liền mời trước ra bể tàu hồng huy mắt xem trăng. Có phải là thú vị hơn chăng, ngồi mãi ở trong phòng khó chịu? Lời cô bảo trúng ngay chỗ yếu, tôi bằng lòng liền níu lấy tay. Dắt nhau lần rảo bước ra ngoài, vừa đi lại vừa lời to nhỏ. Rồi cùng giữa láng can đứng ngó, cảnh êm đềm còn có chi hơn. Chị Hằng xem cũng bắt ghen hờn, cho rằng cặp tình nhân nghi quá khích. Tiếng máy tàu chạy nghe thình thịch, pha lẫn lời yêu thích đi gái trai. Nung nấu lòng thêm nỗi mê say, bao nhiêu chuyện ở ngoài quên hết. Nhưng ý tháng ôi lòng người khó biết, trong lúc tôi đang siết tay cô,
nơi lòng không còn chỗ nghi ngờ, thình lình bị cô xô xuống nước. Giờ phút qua ấy mọi người an giấc, cố nhiên không ai biết hay chi. Tưởng thân tôi bị ca nuốt đi, mai nhờ có thuyền câu cứu vớt. Khi tỉnh lại sao hồi chết ngập, vừa tức vừa nước khi mắt tràn trề. Tự trách mình sao quá si mê, bị ác phụ đánh lừa không biết. Nghe đến tiếng yêu đương tha thiết, liền tin theo không rét mới ngư lầm. Nếu không nhờ ngư lão từ tâm, thân nay đã tự trầm đáy biển. Tự trách tôi ấy là một chuyện, dần cô kia tan tận lương tâm. Đã cùng nhau chung gối ăn nằm, muốn chi cũng chịu làm theo cả. Tiền bạc đổ ra như nước lã, lời ái ân cũng đã chứa chan. Nay lại đành đem giả sói lang, giết mình cách số thân xuống biển. Hơn năm trời luôn nuôi ông kiếm, lòng tôi càng nghĩ đến thế mà. Từ đó cho đến bốn tháng y hơn, tôi như kẻ mất hồn thơ thần. Mỗi ngày mỗi đó đây dơ dần, mượn rượu làm cơn giận nguôi đi. Ngày nào như ngày nay ly bì, quên nhà cửa quên đi tất cả. Tôi lúc ấy chính trong lòng dạ, chẳng còn tin nhân quả là chi. Cho đời mình còn có ra gì, ở tốt mãi chuyện nguy cứ gặp. Trong khi đó tôi mong trời sập, để chết tôi chết hết nó loài người. Trong lòng không còn muốn sống đời, chăng đến đổi thấy người đều ghét. Tha hồ uống rượu chè bé bét, gây gỗ luôn không biết từ ai. Bỗng một hôm trong lúc rượu say, tôi lại bước vào ngay một tiệm. Đó cũng chính là nơi tửu điếm, gặp một cô trang điểm rất xinh. Nhìn kỹ ra tôi bắt hoàng kinh, chính là kẻ số mình trước kia đây. Tức thời tôi liền kêu cô lại, cô giá giờ ra kẻ không quen. Và chính cô cũng đổi khác tên,
bảo rằng chẳng hề quen tôi cả. Nghe cô nói lòng tôi giận quá, bảo rằng cô là kẻ sát nhân. Gần gũi nhau đã một năm hơn, nay lại bảo không quen biết tới. Tội giết người muốn cho được khỏi, nên dùng lời nói dối phải chăng? Lúc ấy cô lại nói lớn rằng tôi say rượu nhìn lầm nói bậy. Cô vào trong kêu người khác lại, kéo tay tôi bảo phải đi ngay. Nhược bằng còn ngồi nói giống mưa dài, sẽ kêu lính bắt ngay tức khắc. Không chứng cớ chỉ đem làm chắc, tôi đành cam chịu nhục đi ra. Từ đó đi về đến tới nhà, tôi quán giận kể ra sao hết. Bị sâu xuống biển sâu gần chết, nay lại còn bị nhiếc xài thêm. Câu chuyện này quyết chẳng để êm, làm sao rửa được hềm mới chịu. Qua suy nghĩ đầu tôi nặng trĩu, suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Con người tôi dường thể như điên, nổi giận tức càng lên cực độ. Cuối cùng tôi lấy con dao nhỏ, quyết đêm khuya chặn ngõ cô qua về, giết khuất đi dạ mới hạ hê. Thử bất nghĩa sống chỉ vô ích, vừa nghĩ thế thấy trong người mệt, nằm lăn ra nghi ngủ mất hồi nào. Hiện thấy ra một cảnh chiêm bao, cùng bà lão thấy lâu rồi đó. Nương hào quang bà sang nói rõ, ở này người tuổi trẻ kia ơi, đó cũng là nghiệp bao lâu đời, hãy vui trả cho rồi chớ hận. Cách khoảng đây cũng lâu xa lắm, có vợ chồng tên Phấn tên Nga. Nga mặt mày có chút quy sâu xa, nhưng tánh nết thật là rất kỳ tốt. Phân muốn chi đều chiều theo nước, dù cho là những việc kỳ khó khăn. Phân lại là có tánh cọc cằn, thường đánh chửi Nga hơn con vật. Lòng Nga biết bao nhiêu buồn bực, nhưng thương chồng quên hết đi đớn đau. Phấn dù làm khó dễ cách nào, cũng lòng cuối chiều theo tất cả.
mặc dù thế phân không vừa già đĩa rượu chè mèo má lung tung. Khi về nhà quát tháo hành hung vật không đồng cũng tung cũng đa. Tôi nghe rất lấy làm buồn bã nhưng vẫn lời nhỏ nhẹ khuyên can. Phấn chẳng nghe còn chửi mắng gian, nga đành phải nín thinh để chịu. Không khí giữa gia đình nặng trĩu, mọi việc do phận tạo gây ra. Lúc ấy lòng của phân chán nga, lại đi lấy một cô gái khác. Nhưng một hôm trời trong gió mát, phân dùng lời dối gạt đi bảo ngang hãy cùng nhau đi dạo núi xa đổi khí hậu ở nhà buồn qua. Nghe chồng nói nga mừng trong mi dạ, tưởng chồng mình cãi quá ăn năn. Nga liền lo sửa soạn hành trang rồi cùng phấn đi xem cảnh núi. Phân rằng muốn có nhiều gió thôi, cần leo lên cho tới chót cây cao. Nga nghe lời rồi phấn cùng nhau trèo đến chỗ thật cao đứng ngó. Lòng của phân nga đâu biết rõ, trong lúc nga đứng ngó phía xa, bất thình lình phân lại xô nga rơi xuống vực thẳm xa mù mịt. Phân cho rằng là nga đã chết, liền trở về tóm đi hết của tiền. Dẫn tình nhân đến một chỗ riêng, tạo lập một gia đình mới khác. Trong lúc ấy thân nga tưởng y thác, nhờ rớt trên ở các dây bìm. Mai có tiều phu được trông xem, cộng về trại thuốc men lành mạnh. Nga trở về nhà thì vắng lạnh, phân bỏ đi biệt giảng hồi nào. Nga buồn rầu thành phát bình đau, cách đó một năm sau bỏ mạng. Linh hồn vẫn ôm theo nỗi quán, từ lâu rồi chưa đặng rửa ra. Phân là người cô ấy là nga, nghiệp quan ấy nay đã mùi mặn. Đành phải trả chớ không thể trốn, người nên mừng chớ giận quan chi. Nay nếu người mưu giết cô đi, sau này phải trả nguyên ơn nữa.
Tình dục vốn là nơi biển lửa rơi vào thường bị nó thiêu đi. Muôn dứt xong cái kiếp mê si, người hãy sớm quy y tu tình. Kính thưa quý vị, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Phần đông trong cuộc sống chúng sanh ai cũng sợ cái khổ đưa lại cho mình, nghĩa là sợ quả khổ, nhưng ít ai biết tránh cái nhân khổ, thậm chí đã gây đau khổ cho mọi loài quá nhiều mà tự mình không hay biết. Tuy nhiên, sau một niệm hối ngộ tha thiết nơi lòng và biết quy y tu tỉnh, thì mọi chướng nghiệp đều tiêu và có thể an vui giải thoát, như câu chuyện Binh Vệ Quyền sau đây. Xưa kia có gã nghi họ Quyền, tên là Binh Vệ sống miền đồng quê. Gài bẫy chim là nghề nuôi sống, ngày nào thì cũng vẫn thế luôn. Nhưng ý cha Quyền đã di ngôn, gài chim chỉ bắt một con ý mỗi ngày. Đủ thứ cũng cứ hoài như vậy, nắng mưa gì cũng phải đi gài. Một hôm Quyền mới nghỉ ngay, chỉ bằng tàn đi bắt một ngày trăm mấy con. Cả ba tháng không còn gái nữa, vẫn có chim mỗi bữa ăn xài. Thế rồi Quyền thực kỳ hành ngay, đem trăm cái bẫy ra nghi gài một đêm. Gài xong Quyền nằm êm đi chờ đợi, trong tay cầm trăm mấy mối ngư bầy gài. Một bầy chim giặt mắt cơ dây, nhưng chỉ 19 chưa đầy trăm mấy con. Quyền muốn bắt nhưng còn chờ nữa, kế rừng đông chim rổ bay đi. Cầm dây Quyền cố sức trì, nhưng Quyền bị giạt trôi đi giữa trời. Quyền hóng cắn kêu người cứu hộ, mà hình như chẳng có ai nghe. Lòng Quyền như thắt như xe, đành cho bầy già chúng hè nhau lôi. Quyền bóng tự thấy mình nhẹ hỏng, kể từ trên không bồng rơi đi. Trời còn mờ sáng giữa khi, Quyền chưa biết đã rơi đi ở chỗ nào. Nhưng lạ sao từ cao rơi xuống, mà lại không bị đớn đau chi. Thế là Quyền mới hy sanh nghi, rồi liền ngó lại tứ chi của mình.
thấy mình đã quá hình chim mi giặc đủ cánh lòng chẳng khác loài chim. Lạ lùng quyền khó đứng im, quyền bèn ráo y bước ngó tìm xung y quanh. Kế quyền thấy lòng mình đói quá, đành phải đi tìm cá bắt kia ăn. Trong khi quyền bước lang thang, chân quyền bỗng bị dướng mang bầy gài. Nhưng trơ trêu cái dây bầy ấy, chính của quyền xót lại đêm qua. Quyền đâu ngờ bầy gài ra, bây giờ lại dướng chân ta thế này. Quyền cố gỡ không tài nào gỡ, quyền buồn rầu lo nghĩ sợ vô cùng. Rồi quyền tự hối trong lòng, những chim này đã bay dòng từ lâu. Chúng cũng sợ cũng rầu như vậy, nhưng mình đâu có thấy biết chi. Nghĩ rồi quyền khóc lâm ly, khiến hai giọt lệ chảy đi tràn đầy. Màu nhiệm thai cho hai giọt lệ chảy đến đâu thân thể quận nguyên. Cánh lòng tức khi khắc tàn liền, cả gì bảy cũng tự nhiên nguy đức rời. Quyền từ đó liền thôi nghề bảy, tình không không có cái diêu quyền. Phát tâm mộ đạo tu hiền, tu cho đến lúc chớn duyên đạo màu. Giọt lệ tự ối đâu dễ có được, có thì tội khổ hết ngay. Chuyện quyền binh dễ trên đây, khuyên đời nên lấy gương này học theo. Khi biết quay chớ đeo đuổi nữa, nên hồi tâm cải sửa cho mau. Tất nhiên cùng Phật khác nào, chúng sanh mới đoan cây giàu như lai. Nam mô A Di Đà Phật.